Lương Y, Hoàng Duy Tân và Kim Huê rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam. Riêng trường hợp có những bệnh nhân sau khi uống rượu vào, ngày hôm sau đi cầu ra máu. Đây là cũng đã có một số đã bị, hoặc là có một số người không cứ gì phải là uống rượu, uống một ít thuốc tây nào đó, ngày hôm sau bắt đầu đi cầu ra máu. Mà ra máu tươi rồng rồng rồng. Mà đi khám thì các bác sĩ nói rằng hoàn toàn không có gì hết, không có trĩ nội, không phải là do trĩ gì hết mà vẫn ra máu như vậy. Thì hiện tượng này đông y cho rằng do cái đại trường, cái ruột già chúng ta bị nhiệt quá. Nó nung đốt, nó làm cho các mạch máu trong nó vỡ ra, nó đi cầu ra máu. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hoa hòe này. Quý vị cũng lấy khoảng chừng 40 gram hoa hòe này. Nhưng mà thêm cho tôi một vị nữa gọi là chi tử. Chi tử là cái hột dành dành đó. Cái vị chi tử này, nếu để nguyên cái hột như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ lấy cái hột phía bên trong. Đây, cái hột nhỏ nhỏ phía bên trong này. Thì chúng ta lấy, nó sẽ ra cái hột nó nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta cũng lấy khoảng chừng 20 gram cái này thôi. Nếu mà cho nhiều quá nó đắng, nó đắng khó uống thôi chứ không sao cả. Cho và nấu chung với lại cái hoa hòe này. Thì uống buổi chiều, tối lập tức cầm đi cầu. Hết ra máu ngay. Còn nếu mà buổi sáng mà chúng ta bị như vậy, uống xong cái là đến trưa sẽ hết ra máu ngay.